Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV. Để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Thuyết âm mưu Liên minh Huyền Thoại. Chúng ta đều biết những vị tướng trong Liên minh Huyền Thoại đều có những quá khứ đen tối và bí ẩn, phải không? Đây là lý do tại sao trong những năm qua, cộng đồng mạng lại đưa ra rất nhiều những thuyết âm mưu, một trong số đó thì vô cùng thú vị. Vì vậy, hãy kiểm tra chúng. 1. Z là Nocturne trong tương lai. Một trong những lý thuyết tôi thấy thực sự thú vị là một trong những tuyên bố rằng Nocturne thực sự là Z trong tương lai. Trước hết, có một bài đăng trên Reddit cho chúng ta thấy hình ảnh của Z và Nocturne cực kỳ giống nhau. Cả hai đều có kiểu tạo dáng và hướng mặt giống nhau một cách chính xác và cả hai đều đứng ở một vị trí. Điều thứ hai hỗ trợ lý thuyết này được nêu ra trong tiểu sử của các vị tướng. Mặc dù các ninja đã tập hợp của Z nghe thấy Z khóc vì đau đớn khi đi theo chủ của mình vào đền thờ. Vì vậy chủ nhân bằng cách nào đó sẽ loại bỏ kỹ thuật bóng của anh ta. Z đã nổi lên từ đó mà không cần một vết xước. Người ta tin rằng Z khóc trong đau đớn ở đó vì bóng tối đã vượt qua tâm trí và cơ thể của anh ta và anh ta không thể kiểm soát chúng. Mặt khác, trong truyền thuyết của Nocturne đang cho chúng ta thấy chính xác anh ta xuất hiện như thế nào với đoạn trích này. Các nhân chứng nói rằng anh ta đã khóc một lần và sau đó tắt thở. Ngay lập tức sau đó, năng lượng ma thuật phát ra từ Nessus và Nocturne xuất hiện. Cả hai câu chuyện này được kết nối với ai đó khóc trong đau đớn trước khi xuất hiện. Một điều khá rõ ràng là cả Z và Nocturne đều có liên quan đến bóng tối và cả hai đều chính là sát thủ. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều điểm tương đồng trong trích dẫn và kỹ năng của họ. Ví dụ một trong những câu trích dẫn của Z nói, hãy chút hơi thở cuối cùng của họ. Trong khi Nocturne nói, hãy cắt chúng ra khỏi thế giới này. Ngoài ra, có một câu trích dẫn mà Z đề cập đến việc không sợ con đường bị che khuất. Có thể liên quan đến quy của Nocturne vì đó là con đường bóng tối. Hoặc với một câu thần chú V kép của anh ta. Zexai là con gái của Baron Nashor. Điều này có thể khá mông lung nhưng nó vẫn là một lý thuyết. Đây là nơi chúng ta nói về Zexai có thể là con gái của con sâu hư không yêu thích của chúng ta, Baron. Vì cả Rek'Sai và Baron đều không được đề cập đến quá nhiều và chúng ta không thực sự biết nhiều về họ. Nên lý thuyết này chủ yếu dựa trên ngoại hình của họ. Cả hai đều có màu da tím và hai cái đầu nhỏ hơn. Nhìn Baron Nashor thì cực kỳ giống với Zexai.